xin hướng dẫn các bạn một cái cách ghi nhớ scale âm dài theo từng cái cặp dây, khác với cái cách các bạn tập theo kiểu scale mình ghi nhớ 6 dây. Thì ở đây chúng ta theo cái cách tập thông thường như sau. Ví dụ các bạn học âm dài là son trưởng thì chúng ta bắt đầu nó gốc là son từ trên và chúng ta đánh xuống dưới, nó có cái thế tài 6 dây như sau. Thì các bạn để ý rằng là trên từng cái cặp dây nó khác nhau. Ví dụ chúng ta đánh trên dây 6, dây 5 thì chúng ta phải dang rộng như thế này. Xuống tới dây 4, dây 3 thì chúng ta đánh theo thế tài thứ hai. Rồi dây 1, dây 2 chúng ta lại đánh thế tài khác. Dĩ nhiên các bạn tập dần thì các bạn cũng sẽ nhớ. Như hôm nay chúng ta sẽ nối qua một cái cách khác. Cách khác ở đây chúng ta sẽ làm sao từng cặp dây chúng ta đánh trên cùng một thế tài. Và như vậy nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Và với một cái cách này mình áp dụng thêm vào, đó là thêm một cái nốt slide. Các bạn đẩy ngón trên cái dây thứ hai mà các bạn đánh. Để dễ thì chúng ta sẽ tập trên âm dài la thứ nha bạn, các nốt hoàn toàn tự nhiên. Thì mình sẽ đánh lần đầu để các bạn sẽ có nhận thấy ra là nó có điều gì đặc biệt không nha. Chúng ta bắt đầu như sau. Các bạn thấy rằng trên cái dây thứ hai chúng ta đánh thì chúng ta đánh thứ 4 nốt lực. Như vậy trong một cái âm dài chúng ta có 7 nốt. Thì cái dây đầu tiên chúng ta đánh 3 nốt, dây thứ hai chúng ta đánh 4 nốt là nó ra 7 nốt rồi, là đủ rồi. Và xuống cái cặp dây tiếp theo chúng ta cũng đánh với thế tài y chang như vậy. Điểm hay của nó là thế tài y chang như vậy. Các bạn có thể có được một cái áp tài cao hơn. Vậy thì cái điểm khác biệt ở đây các bạn cần ghi nhớ đó chính là slide lên, và chúng ta phải slide cho đúng nốt. Ở đây chúng ta dây đầu tiên chúng ta có la si do nè, dây thứ hai chúng ta là re mi fa son, chúng ta phải slide lên đúng ha. Thì sau khi slide lên xong rồi thì các bạn thấy rằng là chúng ta có 7 nốt, và xuống tới cái dây tiếp theo chúng ta phải bắt đầu lại cái nốt gốc, cái nốt đầu tiên. Ví dụ đây chúng ta la, thì dây số 4 nó là, các bạn cái thế tay các bạn bấm các ngón bạn y chang như vậy ha. Chúng ta la trên này thì các bạn xuống dưới dây 4 này cũng la si đô, thế tay y chang này luôn. Rồi dây 5 chúng ta thì xuống dưới cái dây số 3 cũng tương tự như vậy. Và một điểm mấu chốt để các bạn đánh đúng đó chính là gì? Các bạn phải xác định được cái nốt gốc của bạn cho đúng. Vậy thì ở đây các bạn phải xác định được các nốt của quãng 8 của nó như sau. Dây số 6 thì dây số 4, cái nốt quãng 8 của nó sẽ cách một cung, tức là ngăn 5 nè, thì các bạn ngăn 6 lên ngăn 7, nó làm nó là, các bạn phải xác định đúng vậy. Rồi từ ngay chỗ nốt la ở đây các bạn lên tới nốt la ở trên cái dây số 2 thì chúng ta tới là bao nhiêu bạn, một cung rưỡi lực. Chúng ta đang ngang 7 nè, 8, 9, 10, ngang 10. Là nó đúng ngay nốt gốc. Mà các bạn khi bắt đầu đúng ngay nốt gốc rồi thì các bạn thế tài các bạn áp dụng y chang như vậy. Quan trọng là tập được nốt gốc ha. Chúng ta ghi nhớ cả 6 dây thì bất cứ một cái âm dài la thứ một tí các bạn dịch xuống son thứ hay là si thứ gì đó, các bạn áp dụng y chang thế tài như vậy, nó ra ngay chốc thôi. Chúng ta la nè, ngăn 5 thì cách lên một cung là tới ngăn 7, cách lên một cung rưỡi là ngăn 10. Chúng ta xác định được nốt gốc, chúng ta áp dụng thế tài vô. Các bạn tập lên từng cặp dây nha. Slide lên đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta xuống tới cặp dây thứ hai, chúng ta xác định ngay ngăn 7, đánh thế tài y chang như vậy. Rồi xuống tới hai dây cuối chúng ta nghe ngăn 10. Các bạn thấy từng cặp như vậy các bạn ghi nhớ cũng rất là đơn giản đúng không? Chúng ta hãy tập lại từ đầu nha các bạn.
đánh một mạch luôn nha. Đơn giản đúng không các bạn? À, vậy thì với cái đánh xuôi như thế này rồi, các bạn thấy là chúng ta bắt đầu nghe la. Bây giờ chúng ta kéo lên si thứ xem sao. Si thứ thì chúng ta bắt đầu nghe ngâm 7 si nè. Chúng ta xác định cái octave tiếp theo nó là 7 rồi thì lên một cung là ngăn chính của dây 4. Ngăn chính 10, 11, 12, 12 của dây 2. Xác định đúng các nốt gốc octave thì chúng ta áp dụng thôi. Đúng không? Các bạn hãy thử kéo lên kéo xuống thế tài như vậy, các bạn đánh y chang không? Vậy thì sau khi đánh xuôi xuống rồi thì chúng ta đánh ngược lại. Đánh ngược lại chúng ta khác như thế nào? Ví dụ chúng ta quay lại cái la thứ lúc nãy ha, thì chúng ta kết thúc nó nghe nó son này. Thì nếu các bạn đánh ngược lại thì lúc nãy các bạn slide lên từ cái nốt cuối, chúng ta slide lên đúng không? Thì bây giờ đánh ngược lại thì các bạn slide lại cái nốt thứ tư. Các bạn đánh đầu nè. Các bạn bốn nốt đúng không? Các bạn đánh ba nốt đầu. Các bạn slide lại. Ở đây mình đánh luôn nha các bạn, nhưng mà thế tay là các bạn dịch nó về slide lại nha. Thì nó như sau. Đó, cũng rất đơn giản không? Các bạn cứ tập trên cái âm dài đó, các bạn kéo đi kéo lại là nó đúng ngày thôi. Chúng ta đánh xuôi đánh ngược một lần luôn nha các bạn. Rất đơn giản đúng không? Các bạn tập thứ rồi, bây giờ chúng ta qua trưởng. Vị trưởng nó có khác biệt gì không các bạn? À, nó khác chút ít thế tài nữa thôi. Thì thế tài bây giờ chúng ta đánh thử son trưởng. Son trưởng thì các bạn nhớ lúc đầu mình đánh thì nó có cái nốt gì bạn, nó pha thăng, nó thế cho cái nốt pha. Vậy thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta đánh trên từng cặp dây son nè, la, si, đô, rê, mi, pha thăng nó nằm đây. Thì các bạn cũng kéo lên một cung. Khi các bạn xuống từng cái cặp dây bên dưới, các bạn đánh y chang như vậy. Nốt gốc xác định thì cũng giống như lúc nãy thôi bạn. Các bạn son ngâm 3. Thì bây giờ xuống dây số 4 thì nó phải ngâm 5. Dây số 2 thì nó phải là ngâm 8. À, tương tự như vậy. Và chúng ta xác định theo cách là đánh chậm nha bạn. Các bạn xuống dưới dây dưới ngâm 5 ha. Ngân 8 nha. À, đánh lại từ đầu. Sau khi tập như thế này xong rồi, các bạn di chuyển những thế tay khác y chang như vậy. Ví dụ bây giờ mình qua là đồ trưởng trên này đi ha. Tương tự như vậy các bạn đánh ngược lại. Đánh ngược thì chúng ta cũng slide từ cái nốt thứ ba và nốt thứ tư. Giờ son ha, mình sẽ đánh ngược lại này ha. Rồi, hy vọng là cái bài tập nhỏ này sẽ giúp cho các bạn nhìn cái scale với một cái góc độ khác, đó là theo từng cặp dây, từng cặp dây. À, nó cũng là một cách để cho các bạn luyện ngón và mở rộng cái suy nghĩ nó hơn một tí ha. Thì nếu các bạn yêu thích guitar điện và mới bắt đầu, có thể tham gia các khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản của Đăng Khoa hướng dẫn, đóng tiền một lần, học trọn đời, học bất cứ lúc nào các bạn muốn trên iPad, điện thoại, bất cứ đâu cũng được ha. Nếu các bạn có nhu cầu mua về các thiết bị guitar, ampli, phơ gì đó, có thể liên hệ Amigo Guitar Shop ha. Cây này là rất là đẹp ha các bạn, một trong những cây cao cấp nhất của hãng cọt ha, cây này X700 Duty.
giá nó cũng mười mấy triệu, rất tuyệt vời nha các bạn. Hôm nay mình đánh cho bạn trên cái phơ là cục distortion bình thường thôi, và mình để cái tiếng gain của nó nhỏ lại tương đối để các bạn có thể nghe được thôi nha. Hãy ủng hộ Guitar for Freedom và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.